Kính chào quý vị và các đồng chí. Chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân kỳ này sẽ phản ánh hoạt động của các cơ quan, đơn vị hải quân trong phần thông tin từ đất liền đến đảo xa. Mục người chiến sĩ hải quân hôm nay có ghi nhanh ngày hội đua tài của các chủ nhiệm chính trị chung lữ đoàn. Sau đây, kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình. Vừa qua tại Hải Phòng, Đảng ủy Quân chủng Hải quân tổ chức hội nghị thông báo kết quả hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 cho các đồng chí cán bộ chủ trì, chủ chốt trong quân chủng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới 9 điểm cầu trong quân chủng. Hội nghị nhằm phổ biến, quán triệt đến cán bộ chủ trì, chủ chốt các cơ quan đơn vị những nội dung cơ bản về kết quả hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Thống nhất nhận thức tư tưởng và hành động, nhất trí cao với những nội dung của hội nghị đã thông qua, đồng thời làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của hội nghị lần này. Qua đó tiếp tục củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết ở các cơ quan đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ 13. Thực hiện nghị quyết Trung ương 8 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan thực hiện nghiêm công tác giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Toàn quân chủng không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị mới hiện đại, ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ trong huấn luyện, diễn tập, điều hành, chỉ huy tác chiến và quản lý các mặt công tác. Bên cạnh đó, quân chủng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang trên các địa bàn để xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên biển ngày càng vững chắc, làm điểm tựa cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Trên cơ sở kết quả đạt được, Đảng ủy Quân chủng Hải quân tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Vừa qua, tại Hải Phòng, Hội đồng thi đua khen thưởng Quân chủng Hải quân tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng và công tác khen thưởng năm 2022. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Quân chủng Hải quân chủ trì hội nghị. Năm 2022, phong trào thi đua quyết thắng với chủ đề Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng được Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng và cấp ủy chỉ huy các cấp lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Phong trào thi đua đã tạo động lực cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ khắc phục khó khăn, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Hội đồng thi đua khen thưởng Quân chủng Hải quân thống nhất đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ cho một đơn vị, cờ thi đua của Bộ Quốc phòng cho 12 đơn vị, tặng cờ thi đua của Bộ Tư lệnh Hải quân cho 24 đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2022. Vừa qua tại Hải Phòng, Cục Chính trị Hải quân tổ chức hội nghị báo cáo kết quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân dự và phát biểu chỉ đạo. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì. Năm 2022, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, hiệu quả, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó, Cục Chính trị đã tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Quân chủng các giải pháp xây dựng quân chủng vững mạnh về chính trị, xây dựng Đảng bộ quân chủng trong sạch vững mạnh. Năm 2023, Cục Chính trị tiếp tục tổ chức quán triệt, giáo dục, học tập, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội bộ và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trọng tâm là các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước, dân tộc, quân đội. Cục Chính trị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, triển khai hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, nắm chắc tình hình, làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Quân chủng về chính trị tư tưởng, không để bị động, bất ngờ. Vừa qua, Bộ Tư lệnh Vùng 1, Vùng 2, Vùng 4, Vùng 5 Hải quân và các Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển đã tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động.
Việc ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các đơn vị hải quân và cảnh sát biển nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn biển đảo của Tổ quốc. Theo chương trình ký kết, các đơn vị hải quân và cảnh sát biển sẽ phối hợp trong các hoạt động, trao đổi thông tin, tài liệu, thông báo tình hình, tuần tra, kiểm soát, xử lý vụ việc trên biển, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường biển, đối ngoại quốc phòng và các nhiệm vụ cấp thiết khác. Tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, vùng 1 Hải quân vừa tổ chức hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu và thi cán bộ tàu giỏi cấp vùng năm 2022. Hội thi, hội thao là đợt sát hạch toàn diện, đánh giá thực chất công tác huấn luyện, quản lý, bảo quản, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật tàu thuyền, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ nhân viên kỹ thuật trên các tàu trong toàn vùng. Qua hội thi, hội thao nhằm nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện các khâu đột phá về công tác huấn luyện, công tác kỹ thuật năm 2022. Đây cũng là dịp để cán bộ nhân viên các tàu tăng cường học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Nội dung hội thi, hội thao gồm công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, điều lệnh, thể lực. Vừa qua, đoàn công tác của vùng 5 Hải quân đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 500 ngư dân trên các tàu cá đang đánh bắt thủy sản tại vùng biển Tây Nam. Đợt tuyên truyền nhằm giúp ngư dân nắm được những kiến thức cơ bản về pháp luật khi đánh bắt hoạt động trên biển. Từ đó, nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật, không xâm phạm vùng biển nước ngoài và khai thác thủy sản trái phép. Nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật Biển Việt Nam 2012, Luật Thủy sản 2017, Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, Chỉ thị số 45 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không theo quy định. Trong chuyến công tác lần này, cán bộ, chiến sĩ vùng 5 còn thông tin, tuyên truyền cho ngư dân về các hành vi nghiêm cấm khi khai thác hải sản trên biển, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, các vụ việc ngư dân bị xử lý do vi phạm pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế và các nước trong khu vực. Dịp này, vùng 5 Hải quân đã phát 1.000 bộ tờ rơi những điều cần biết khi đi biển và tặng 100 áo phao cứu sinh, 500 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân. Tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân vừa tổ chức thành công hội thi chủ nhiệm chính trị chung lữ đoàn lần thứ nhất năm 2022. Đây là cuộc sát hạch toàn diện, đánh giá một cách khách quan, thực chất, trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ chính trị cấp chung lữ đoàn Hải quân hiện nay. Tham gia hội thi có 28 đồng chí là chủ nhiệm chính trị chung lữ đoàn trong toàn quân chủng. Trước đó, Ban tổ chức đã làm tốt công tác chuẩn bị bảo đảm cho việc tổ chức, điều hành hội thi được diễn ra nhịp nhàng theo đúng kế hoạch. Các thí sinh đã làm tốt công tác ôn luyện, luyện tập, thể hiện tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao nhất tham gia hội thi. Ngay từ khi quán triệt nhiệm vụ, tôi đã chuẩn bị đầy đủ về trước hết về tài liệu, các nội dung liên quan đến quy chế của hội thi, sau đó tổ chức làm đề cương, ôn tập các nội dung theo yêu cầu. Trước khi thi thì chúng tôi đã chuẩn bị được đầy đủ về tâm thế, về kiến thức dự thi, với cái sự tự tin để quyết tâm đạt kết quả cao nhất. Hai phần thi công tác quân sự và công tác đảng, công tác chính trị được các thí sinh thực hiện kết hợp bằng 3 phương pháp: trắc nghiệm, tự luận và thực hành. Trong đó, lấy thi thực hành là chủ yếu. Các nội dung thi không chỉ giúp kiểm tra, đánh giá kiến thức mà còn là cơ hội để các đồng chí chủ nhiệm chính trị học tập, trao đổi kinh nghiệm cùng đồng chí đồng đội. Hội thi lần này còn là dịp để các chủ nhiệm chính trị học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực toàn diện, đồng thời là dịp để các cơ quan chức năng đánh giá đúng thực trạng đội ngũ chủ nhiệm chính trị cấp chung lữ đoàn trong toàn quân chủng. Qua hội thi chủ nhiệm chính trị giỏi lần này, bản thân cá nhân tôi cũng như là các đồng chí chủ nhiệm chính trị của các đơn vị cũng sẽ rút được ra rất nhiều cái kinh nghiệm, học hỏi được các kinh nghiệm của các đơn vị bạn và sau này sẽ triển khai
trong quá trình tổ chức thực hiện hoạt động công tác đảng trị đơn vị hiệu quả. Đây là một điều kiện rất là thuận lợi để cho các thí sinh là chủ nhiệm chính trị của các đơn vị về được giao lưu, học hỏi, củng cố những kiến thức, trao đổi những kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để tham mưu cho đảng ủy, thủ trưởng các cấp chỉ đạo và tiến hành hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Quân chủng đã tổ chức cái hội thi chính là nhằm đánh giá một cách thực chất cái trình độ, năng lực, thế rồi là kinh nghiệm tiến hành công tác đảng, công tác chính trị ở các đơn vị cơ sở. Trên cơ sở đó thì có kế hoạch để bồi dưỡng, tập huấn cho nâng cao cái trình độ cho đội ngũ cán bộ, để thông qua cái hội thi mỗi đồng chí cán bộ về dự thi cũng định vị cái bản thân mình trong cái hệ thống cán bộ chính trị của quân chủng, để nâng cao chất lượng cái hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, góp phần hoàn thành tốt cái nhiệm vụ chính trị của quân chủng. Hội thi chủ nhiệm chính trị quân chủng Hải quân lần thứ nhất đã thành công tốt đẹp. Những phần thưởng cao nhất đã thuộc về các chủ nhiệm chính trị đạt thành tích cao, ghi dấu ấn tại hội thi. Kết quả hội thi đã khẳng định đội ngũ chủ nhiệm chính trị trung lữ đoàn trong quân chủng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ kiến thức toàn diện, xứng đáng là những người giữ vai trò chủ trì cơ quan chính trị ở các đơn vị hải quân hiện nay, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Những năm qua, phong trào cải tiến, sáng kiến, nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học luôn được Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 172, vùng 3 Hải quân quan tâm chú trọng. Những đề tài sáng kiến không chỉ khích lệ tinh thần đam mê nghiên cứu khoa học của cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn, mà còn có tính ứng dụng thực tiễn cao, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Báo động trở lại cấp 1! Báo động trở lại cấp 1! Toàn tàu báo động công kích ngư lôi! Toàn tàu báo động công kích ngư lôi! Sau khẩu lệnh báo động chiến đấu của Đại úy Bùi Văn Bình, Phó Thuyền trưởng, các thành viên trên tàu đã có mặt tại vị trí chiến đấu sẵn sàng tiêu diệt mục tiêu. Những tình huống như thế này đã được cán bộ, chiến sĩ tàu 331 luyện tập thuần thục, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh của trên. Để có được kết quả tốt trong quá trình thực hành huấn luyện, Đại úy Bùi Văn Bình đã thiết kế mô hình thiết bị phóng ngư lôi và trực tiếp lên lớp huấn luyện cho bộ đội. Từ đó giúp huấn luyện cho bộ đội nhanh chóng nắm bắt được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống phóng trên mô hình, ứng dụng thao tác thực tế trên tàu một cách thuần thục. Trong quá trình học tập, huấn luyện trên tàu phóng lôi ở đơn vị, việc nắm bắt, thực hành của một số quân nhân trong ngành phải mất nhiều thời gian mới sử dụng được các trang bị. Đồng chí Bình đã ứng dụng công nghệ điện tử, thiết kế mô hình, thiết bị phóng ngư lôi, giúp huấn luyện các nhân viên trong ngành nhanh chóng nắm bắt được cấu tạo, nguyên lý, tính năng hoạt động của hệ thống phóng lôi. Trong những năm qua, đơn vị luôn thực hiện nghiêm phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc và đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng trong công tác huấn luyện. Một trong biện pháp đó là đã áp dụng các sáng kiến, sáng chế vào thực tiễn, đồng thời bố trí các cán bộ giàu kinh nghiệm để giúp đỡ kèm cặp các cán bộ trẻ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ chiến sĩ toàn tàu. Còn đối với phần mềm quản lý dữ liệu thi đua khen thưởng do Trung úy Võ Phú An, Phó Thuyền trưởng tàu 335 thiết kế, đã khắc phục được công tác quản lý dữ liệu về thi đua khen thưởng. Việc quản lý bằng sổ sách, giấy tờ dễ mất mát, thất lạc khi cần truy xuất, tra cứu, tìm kiếm thông tin gặp nhiều khó khăn, không chính xác. Phần mềm ra đời đã giúp quản lý khoa học, logic, có hệ thống về dữ liệu, thông tin khen thưởng của cá nhân, tập thể có trong biên chế của đơn vị một cách nhanh chóng và chính xác. Những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 12 thì luôn xác định công tác sáng kiến, sáng chế và áp dụng các mô hình là một trong những cái nhiệm vụ quan trọng và luôn luôn tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ chiến sĩ trong toàn lữ đoàn phát huy hết cái khả năng nghiên cứu khoa học của mình. Các cái mô hình huấn luyện á, thì giúp cho người giáo viên trong quá trình tổ chức lên lớp á, nó có cái tổng quan về mặt kiến thức thông qua môn học cụ,
giúp cho người học có tổng quan nhất về cái vũ khí trang bị của mình. Nhờ áp dụng các đề tài, sáng kiến cải tiến trong huấn luyện, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, Lữ đoàn 172 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục giữ vững đơn vị huấn luyện giỏi. Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân số tháng 12 năm 2022. Chương trình này được phát lại trên website của Báo Hải quân Điện tử tại địa chỉ www.bahaiquanvietnam.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!